Mình là Bo đây. Hôm nay mình lại video về một quay phát sáng nữa, đó chính là xe đạp phát sáng. Đây là cái xe đạp đây này, em mình đang ngồi này với lại bao nhiêu cây phát sáng. Các bạn biết lắp kiểu gì không? Có nghĩa là gắn mấy cây phát sáng vào xe đạp này này. Xong mình đi nhá, ai nhìn cũng wow, đi với đấy. Xe đạp phát sáng đi với. Đi xe đã phát sáng kiểu gì, đi vào ban đêm sáng chóe. Ui đẹp thế. Xin vào xe. Đấy, người ta kiểu thế các bạn. Đây là bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc nhé các bạn. Let's go. Cho một cái bẻ. Không, màu xanh. Các bạn biết cái này làm gì không? Cái này nhá, chỉ cần mình dán, cái này có thể buộc cái dây này vào cái xe đạp này. Nè, đây này. Dán này vào đây xong rồi lấy, đấy, buộc vào. Đấy, hợp lý, không bằng băng dính. Băng dính nó bẩn lắm. Bây giờ mình sẽ chế tạo. Let's go. Mình sẽ dán này vào đây nhé các bạn. Giữ cái gì mà giữ. Ui, mình dán được một cái thôi. Cái thứ hai, bắt đầu. Mình xin cái đi. Có con của mình đã hơi chành. Sao một cái? Cái này dính trên đây. Bố ơi, trời ơi. Bố chắc chứ con. Không, cho con kia. Cái con có này, con kia kia bác à. Mình ghép vào rồi. Cái này ghép nữa hả con? Mình chết đi. Ngầu nhưng mà không chặt. Dán thêm cái này à? Baby giữ tôi. Ui. Nó quay vào clip à? Đi à. Bố đã xong một cái á. Ủa anh xong ba cái mà. Bẩn quá. Cầm đấy, giữ đấy. Giữ đấy. Giữ cho. Wow. Các bạn ơi, cái đoạn này khó quá. Đừng lắp vào đấy. Không đạp đâu. Khi đạp cũng như thế nào, đạp vào. Ui các bạn, cuối cùng mình lắp xong. Đáp không? Đừng. Cái để cho đẹp. Mẹ tí không đạp được đâu. Đạp được rồi. Ok. Chưa vẫn còn. Hát trên ghế này nữa. Đây này. Ôi. Đây là xe đạp bất ổn. Bất ổn, không được sờ vậy. Đây là xe đạp bất ổn. Đây xe đạp bình thường. Không, chỉ là bất ổn. Đây này. Không làm đi. Cái này. Cái này nó ở
Để vừa làm cái đúng rồi. Đấy này đây. Không đẹp đâu. Các bạn chất đẹp quá. Cái xe của mình mà đẹp quá. Có gì không đẹp không? Nhưng mà giữ. Chỉ có cái này là đẹp. Các bạn ơi, mình chế tạo cái xe này khả năng nó đẹp lắm ấy. Chắc không đẹp đâu. Không đẹp đâu. Chắc là không còn đẹp đâu. Bác ơi, tí ra ngoài đường kia đi nhá. Phi xe. Tí bê xe xuống ngoài đường kia. Bê quên xe đẹp quá. Cho bác tí nhá. Để mà nó lăn. Để mà nó lăn ấy. Không có đâu. Không có đâu. Để mà nó lăn ấy. Không có đâu. Anh này. Các bạn ơi, đây thành quả của mình. Đây. Mệt quá. Bây giờ mình sẽ mang xe ra ngoài và tắt hết điện ở ngoài kia và xem nó sáng cỡ nào các bạn. Let's go. Đây. Sau đây là bộ môn phá làng vào sóng của mình. Và chiến sĩ vua. Giúp mình. Đến anh. Đến đi. Đến. Wow. Phá Latino. Phá Latino phá con xe. Chỉ có được thôi. Phá Phá Latino. Em tiêu qua. Tiêm, 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 tiêm. Good, good, so very good, so good. What the Okay. Các bạn ơi, thấy video là hay cho mình một nút like, nút subscribe. À, quên mất, đến giờ cũng đã kết thúc video rồi. Các bạn thấy video, các bạn xem lại này đẹp, chỉ cho mình một nút like. Với lại nút đăng ký nhá. Bye bye. Tu what the tu. Da 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 tu. Tu what the tu.